Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đến từ thương hiệu cực kỳ cao cấp Colago World Cup. Đây là lần đầu tiên em về một thương hiệu cao cấp như này. Trước thương hiệu này đến từ Ý các bác nhé. Chiếc xe được trang bị group của 175. Và điều đặc biệt hơn là chiếc xe có phanh đĩa. Vâng, và chỉ cần các bác lên Google và đánh chữ Colago World Cup này thì có rất nhiều những trang web như là video review về chiếc xe này. Chiếc xe cũng khá là nổi tiếng. Đây các bác để thấy video của bên nước ngoài, bên Mỹ review về chiếc xe này, về chuyển động Colago World Cup rồi các bác. Đấy, đây là chiếc xe của nhà em. Còn đây là một trang web về tham khảo về giá của chiếc xe này. Giá công khai là 1.400 euro các bác nhé. Đây có thể là rơi vào tầm 43.800. Vâng, mới là 43.800. Đây là đồ của xe, các bác thấy đây là 105 đùi đĩa FSA. Đấy. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe của nhà em. Vâng, chiếc xe có tông màu chủ đạo, tông màu đen các bác nhé. Và ba màu xanh, trắng, đỏ tượng trưng cho cờ nước Ý các bác nhé. Em đánh giá hình thức chiếc xe còn rất là mới. Sẽ lướt qua hình thức. Về dòng về thương hiệu Colago thì chỉ làm về dòng xe cao cấp thôi. Khóa yên benzin của Colago. Yên cũng của Colago, các bạn có thể thấy chữ ở đây và cầu nước Ý. Yên còn rất là mới, yên zin. Tem 7 màu Colago đây. Có thể lên Google để search thêm về mẫu Colago World Cup này. Đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng và chiếc xe này cũng được review rất là nhiều trên YouTube cũng như là Google. Xe rất chất lượng. Đây là chữ ký của nhà sản xuất các bác nhé. Cái khung xe Audi SA52, lát em sẽ đo lại. Lần đầu tiên em về một chiếc xe mang thương hiệu cao cấp như này. Sử dụng bộ phanh đĩa. Cái bộ phanh đĩa và với bộ lốp 700x32 này rất là độc đáo, các bác có thể đi chinh phục những cung đường xấu. Nó đa dụng hơn dòng xe đua thông thường. Đây một số tem in thẳng vào khung luôn. Phía dưới đây cũng có mã vạch chính hãng của xe, dưới có chữ Colago. Xe được trang bị củ đề của 105, vành và may ơ đều nguyên zin của Colago các bác nhé. Người dùng trước đã nâng cấp lên một bộ ốc đồng. Đấy, ốc màu vàng đúng không? Đùi đĩa của FSA. Nguyên zin theo xe các nhé. Như trang web em vừa nãy thì
xe nguyên zin của hãng, cũng là đùi đĩa của FSA, nguyên zin về theo xe. Phốt và ghi đông nguyên phốt và ghi đông của EDA các bác nhé. Đây là một hãng làm phụ tùng rất là nổi tiếng. Còn đâu đồ còn lại đều của Volvo hết. Một tay lắp 105, 14 lớp bấm, 11 lớp lắp và hai lớp bên tay đĩa cho các bác là 22 tốc độ có lắp thay đổi nhé. Cảm nhôm của Colago cũng có quốc kỳ của nước Ý. Vâng, quốc kỳ nước Ý, cảm Colago. Bên ăn cá của Shimano, bên ăn cá tài dày. Vâng, đèn cá rất là cao cấp bao nhiêu, mua lẻ cũng rất là đắt tiền rồi. Giờ xin vào này, đi vào đo size của xe. 52. Xe có chiều cao không đứng là 52, ngang cũng là 51 các bác nhé, 51-52. Của các bác từ 1m65 đến 1m75 đi vừa chiếc xe này. Bây giờ em đã vào đánh giá chuyển động. Gạt đĩa của 105 các bác nhé. Xe được sử dụng nguyên bộ và rút của 105. Và bây giờ lên lít và đánh giá chuyển động. Đến 11 tầng lít, lít đen và củ đề của 105. Kích vàng. Vâng, chuyển động như các bác thấy rất là tốt. Bên tay phải em đùi đĩa của FSA 2 tầng nguyên zin theo xe. Xuống đĩa lên đĩa. Vâng, xe chuyển động rất là tốt, đánh quay rất là bon. Chiếc xe đến từ thương hiệu cao cấp Colago. Lần đầu tiên về tại cửa hàng em. Và đây là phanh đĩa của xe đây. Xe đua có phanh đĩa, phanh đĩa vít của Mỹ các bác nhé. Cũng là những chiếc ốc được nâng cấp, ốc đồng. Vâng, em vừa đánh giá trong chiếc xe Colago World Cup, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Ý. Chiếc xe được trang bị bộ phanh đĩa và full phụ bộ group của 105. Còn đây là một thương hiệu rất là cao cấp. Đồ nguyên zin, nguyên bản theo xe các bác nhé. Chiếc xe được bán tại cửa nghe mức giá là 20.800.000. Miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709903 để xem những ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa nghe. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.